Rồi, xin chào tất cả mọi thủ nha. Bắc Trung Nam quay trở lại video ngày hôm nay, ở video ngày 25 tháng 9. Thì video lên tập của mình đây có mình là 29 mẫu cần như này. Thì em giới thiệu sơ lược những dòng nha. À, cần rất đẹp nha. Một số ISO thì có từ 4m5 đến 5m3, 6m3 nha. Có khoen nhỏ, một khoen lớn. Có cái dòng là power lớp này phơi hay da. Là khoen xích nha. Nên những dòng này FT cực kỳ đẹp. Đây qua đầy đủ như này. Cần súp thì sẽ có dòng như Nissin, đây qua. Có một đây qua cho mình như này. Súp. Lô thì có những dòng như là cần dây trong này, một khúc nha, máy ngang. Một số cần lục thì sẽ có dây trong và cần hai khúc. Cần tay thì sẽ có lóng ngắn, cần tay trợ máy, một con cần tay NST Power Lock 9m sang hàng. Ở đây một con cần tay như mình Rosic nha, 2m7, rất nhỏ gọn. Một số cần lô thì sẽ có cần lô máy đứng, máy ngang, những dòng như là hai khúc này, một khúc này, để cho mình có bè nha, khoen xích, xích gôn. Là những dòng như là cắm rút, khoen xích gôn. Câu chia chỉ có bè đây và một số 2-3 khúc. Cho đây mình cũng ngâm cô lăng xe. Đây, tổng cộng có 29 mẫu. Thì em sẽ báo rõ từng sản phẩm ở đây. Anh em lưu ý nha, xem kỹ video, chốt đơn liên hệ trực tiếp. Zalo là 0923534779. Bên em sẽ ship code toàn quốc. Anh em lưu ý, hàng bên em sẽ ship đến mình nhận hàng nha em. Anh em lưu ý là hãy kiểm tra hàng kỹ nha, trước khi thanh toán giùm em. Thì mã số 1 sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của Suzumi. Độ dài cần là 4m5, độ cứng 2, hàng nội địa Nhật nha em. Đây, tên và đầy đủ tình trạng còn mới tin này. Cứng 2 mà hạ tay xuống thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5H như này. Dàn khoen Fuji, đây loại xin đá xám. Có là độ cứng 2, ngọn cần tới đo cho mình được là tầm khoảng 1.4 ly. Ngọn sẽ có 1 này, đây 2 này, 3 nha. Và 4 khuyên chạy cho mình. Con này 4.5 để kèm cho mình là 4 lóng thôi. Tại vì các lóng con này thì nó sẽ dài. Đây tổng thể này, carbon xoắn vương toàn thân. Đây, cần còn đẹp và sáng nha. Khoen pad Fuji hết. Cái chỗ này dính sơn như này, kèo lâu nó sơ sạch thế này. Đây không ảnh hưởng nha. 4m5 cứng 2, mã số 1 nha em. Trọng lượng cân được là 220g, giá 600.000 nha. Đây 600, Suzumi. Mã số 2, số 2 thì sẽ có một con cờ ISO khoen nhỏ. Con này thì có dòng Mastart này. Đây Mastart nha, khoen nhỏ. Độ dài 5m3, độ cứng 1. Cứng 1 thay đổi bình câu cảm giác thôi. Hàng nội địa Nhật còn mới tinh luôn. Đây, có rất đẹp nha. Con này cái phôi giống là Gamma cho mình luôn này. Con này thì độ cứng 1, ngọn cần ngọn nhỏ, đo cho mình tầm khoảng vào 1 ly, ngọn cần sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây, 3 khuyên chạy nha. Đây 1 2 3 khuyên chạy. Phôi cần là phôi carbon, đây nước sơn màu đỏ đen cho mình nha. Đây tổng thể thế này. Trong con này thì còn rất là đẹp nha, mới nha. Mấy con này hạ tay á tầm khoảng vào 3H cho mình thôi nha. 3H thôi được mình câu rô zip thôi, cảm giác thôi. Đây tổng thể thế này. Lắm rất là đẹp. Rồi khoen pad Fuji 5m3 cứng 1, pad đập bắt gập Fuji F6, trọng lượng con này thì cân được là 240g. Mã số 2, giá 600 như này. Cán được làm dẹp nha. Nắp chụp thì vẫn là xoay bằng inox cho mình rồi. Số 3 thì một con ISO khoen nhỏ. Con này của dòng Simat. Đây Simat Hàn Quốc. Độ dày 4m5, độ cứng 1.5. Cũng là khoen pad Fuji ở đây. Cái này thì nó có phủ lớp bóng 2K ngoài. Lâu ngày thì nó bị chóc sơ sơ như này. Nói chung là chóc sơ sơ xíu thôi. Thì cứng 1.5, ngọn tầm khoảng vào 1.1 ly. Ngọn sẽ có 1 này. Đây và 2 khoen chạy nha. Phủ kẹp bòi xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Con này thì cần nó còn đẹp và sáng như này. 4.5 cứng 1.5. Bên trong cứng 1 và 1.5 ấy, thì mình câu cảm giác thôi. Còn anh em này muốn mà cứng nhiều á thì lấy tầm khoảng 3-4 trở lên nha. Đây, siêu có 3-4 cho mình đây. Thì nó thẳng hơn. Trọng lượng thì cân được là 250g, mã số 3, giá 500.000 nha. Đây 500. Mã 4 thì 456 thì ba con ISO khoen lớn. Số 4 thì đây sẽ có một con gậy ISO khoen lớn của dòng đèn FT. Đây thì có một cặp như này. Con này thì một cặp cho mình. Con cứng 3, con cứng 4 nha. Thì đây con cứng 3 trước. Con cứng 3 này thì 5m3, độ cứng 3. Đây, những đồ địa Nhật nha. Đây có tên và đầy đủ hết. Thì khoen lớn thì đa số là bách vạn cho mình rồi. Thì tất cả cần ISO bên em gửi mình á thì đều có lắp chụp kèm nha. Đều có lắp chụp Fuji kèm hết. Phơi của mình là phơi carbon xoắn hai da toàn thân. Dàn khoen Fuji, đây loại xin đá xám. Độ cứng 3, ngọn con này thì đo được tầm khoảng 1.6 ly. Ngọn sẽ có 1 này và 2 khuyên chạy nha. Những cái dòng này thì ngọn 1 và ngọn thứ 2 trên xuống á, là carbon xoắn vân. Đây. Còn tất cả các lóng còn lại nha là carbon xoắn hai da hết. Mấy con này anh em về hạ tay á, câu trê câu chép này cực kỳ là ok nha. Độ cứng trên 5H cho mình ạ. Cần rất thẳng nha, phôi dày. Đó sẽ bị chống nổi đủ ở đây. 5m3 độ cứng 3 thì con 5m3 độ cứng 3 thì giá là 1.2 này, 1.200.000. Trọng lượng là 300g, mã số 4. Còn con mã số 4 này, tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì con này là 5m3 độ cứng 4. Nói chung mấy con này thì cực đẹp rồi. Nắp chụp kèm hết. Phôi hai da nội địa Nhật. Con này thì giá là 1.4 triệu như này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.6 ly.
ngọn có 1 này và hai phiên chạy cho mình luôn, cũng giống con kia thôi, lóng 1 và lóng 2 là carbon sóng vân, còn những lóng còn lại là carbon hay da này. Cứng 4 thì hạ tay rơi cho mình tầm khoảng trên 5h nha, tầm khoảng 5-6h, trong cứng là cứng. Đây, trong lóng lít còn đẹp và sáng ở đây. Thì pass đều là pass vặn rồi, trọng lượng cân được là 360g, mã số 5, giá 1.400.000. Đây, còn đẹp và sáng hết. Mã 6 thì là một con ISO khen lớn, con này thì của Daiwa nha em, đây của Daiwa rất đẹp nha. Con này thì độ dài của cân là 5m3, độ cứng 3, ISO dòng Regen Daiwa, hàng Korea xuất Nhật nha, đây Korea xuất Nhật, tem vàng mã code này. Thì con này dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji nha, Fuji loại xứ đen, Fuji đen loại xứ xám. Thì cứng 3, ngọn con này sẽ đo được là ngọn tầm khoảng 1.4 ly, ngọn sẽ có 1, 2 và 3 khuyên chạy nha, còn có 3 khuyên chạy như mình. Nước sơn thì màu bạc nha, cần rất đẹp. Mấy con này thì bên này vẫn hỗ trợ hạt cần tay hết nha, hạt cần tay quấn chị liên keo đầy đủ cho mình này, đây đóng xuyên chống nồi đầy đủ. Đây qua cực có rất là đẹp nha, 5m3 độ cứng 3, khoen pad Fuji, ISO khoen lớn, khoen lớn thì bắt vặn, đây qua Fuji chính hãng, trọng lượng 330g, mã số 6, giá 850.000 này, con này 850.000. Mã số 7 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, con này của NFT này, cần rất đẹp nha, NFT. Con này thì có dòng Power Love Avanke, độ dài của cần là 5m6m3 nha này, 6m3 độ cứng 1, cứng 1 thích hợp thành câu cảm giác thôi. Đây con này thì phụ kiện sẽ có một đắp chùm xin theo cần. Thì con này thì phôi của mình là phôi hay da toàn thân, dàn khoen của cần cũng là dàn khoen full sit nha, đây dàn khoen full sit hết. Thì con này ngọn cần nhỏ nha, ngọn là ngọn 0.8 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2 khuyên chạy nha. Con này thì trừ cái chỗ này nha này, con này thì ngọn của mình là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn long phộng nha, trừ chỗ tháp vào lên thôi là ngọn đặc, còn tất cả con lóng còn lại của cần á thì đều là carbon xoắn hai giá này, này toàn thân nha, cần còn đẹp và sáng. Con này thì độ mới cần nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95%. Đây 6m3, hạ tay tầm khoảng vào 3h thôi. Đây cần rất đẹp nè, đây động thể thế này, khoen của mình là dàn khoen full sit hết, đây cần rất đẹp nha. 6m3 độ cứng 1, trọng lượng con này thì cân được là 220g, mã số 7, giá là 1.500.000. Đây, ISO khoen nhỏ đẹp tê. Mã số 8, số 8 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của Daiwa, con này thì cũng dạng cảm giác thôi. Độ dài con này là 6m, độ cứng 1 nha em, độ cứng 1, Daiwa có dòng mono carbon. Thì con này khoen pad mình là khoen pad Fuji xứ đá xám. Con này em lưu ý nha, 6m đã được hạ lóng rồi, hạ ngọn nha. Đây con này thì độ cứng 1 nó hạ xuống cho mình 20cm rồi, hiện tại nó còn cho mình là 5m8 thôi. Thì ngọn con này chỉ có là một khoen chạy nha, đây, carbon xoắn vân toàn thân, 5m8 thì để cho mình giá tốt hơn. Đây, đây qua nha, đây, phần carbon xoắn vân toàn thân, đây, cần còn đẹp và sáng này, đây, tập kết này, 6m đây qua, dòng mono carbon. Khoen pad Fuji xứ đá xám, trọng lượng cân được là 320g, mã số 8, giá 650.000. 650.000 nha. Mấy con này hạ tay xuống thì cũng ra cho mình tầm khoảng vào 3h thôi, không cứng lắm nha này. Tiếp theo thì mã số 9, số 9 thì đây sẽ có một con cần lục, con này dạng là cần súp cho mình câu ngâm, câu đơn, đánh đầu cần. Con cần này thì của hãng Nissin, độ dài cần là 36 nha này. Đây dạng cần súp nha. Bắt đầu bắt gặp Fuji. Dạng khoen là dạng khoen Fuji, đây loại xứ đá xám. Khi ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly, nước sơn thì màu trắng, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 20 đến 25. Cho mình câu ngâm câu đơn. Đây ngọn sẽ có 1-2 khuyên chạy nha. Thì con này ngọn zin theo cần, nước sơn màu trắng, còn tất cả các lóng còn lại là carbon này, xoắn vân này, đây màu xanh như thế này, còn rất đẹp nha. Đây, tổng thể này đóng xin bị chống nổ, khoen pad Fuji xứ xám cho mình công ngâm cô đơn, đánh lục độ cần đều được ạ. Thì hàng có phải là nội địa Nhật nha, đây tem vàng đầy đủ, trọng lượng là 380g, mã số 9, giá của này là giá 700.000. đây bắt vặn Fuji nha, nắp chụp xoay vặn như mình, của dòng PC pad. Mã số 10, số 10 thì một con cần lục như này, đây có một con cần lục của Daiwa. Con này của Daiwa dòng Marine Sup, độ dài là 4m5, độ cứng là 25. 25 thì rơi cho mình tầm khoảng EX nha, đánh đầu cần gần bờ. Hàng Korea xuất Nhật, có mã code tem vàng. Đây cần có rất đẹp nha. Thì con này khoen có mình là dàn khoen Fuji, đây lọ xứ đã xám hết, Daiwa. Ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2.4 ly, độ cứng 25, đầu cần gần bờ, ngọn sẽ có 1-2 khoen chạy này. Phơi mình là phơi carbon xoắn vân, còn rất đẹp nha. Đây, nước sơn còn rất là sáng này. Con này hầu như còn rất là mới nha. Đây, đánh bạc bãi được nha. Còn mới tinh luôn. Đây, không có sản xuất gì lắm.
quen bát Fuji, đây là loại xe đất xám, đây qua. Trọng lượng của cần thì cân được là 390g, mã số 10, giá là 1.200.000 nha. Đây, đây qua 1.200.000. 4,5 m cứng 25. Mã số 11, 11 thì đây sẽ có một con cần đai qua, của dòng này đai qua dòng tour cho mình nha anh em. Con này còn mới tinh. Con này thì hàng tuyển rồi. Đây, cái này mà đánh đầu cần gần bờ. Đặt công ngâm lên xe được này. Con này thì của đai qua nha anh. Đai qua mã số 11. Con này của dòng ở đây qua dòng mà tour cho mình dòng súp. Con này thì 405, cứng 27 nha anh em, T27. Con này hàng của mình là Thái Lan nha, xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng. Cái con này tình trạng của cần thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 99%. Thì con này hàng lướt nha này. Con này mà mới của nó thì công tên tầm khoảng chục nha. Các shop thì bán cho mình là rơi cho mình tầm khoảng từ 6.8, 7.2 để cho mình giá tốt hơn. Thì phụ kiện của cần thì nó sẽ có một cái bao vải zin và một cái lớp chụp zin theo cần. Dàn khoen của cần thì là dàn khoen full xích nè, khoen trắng nha. Đây khoen trắng. Những dòng thì đều có định vị này. Đây định vị các lóng hết nha. Định vị lóng này và định vị khoen đầy đủ hết. Thì độ cứng 27 tầm khoảng DS, đánh lục tầm khoảng 3 mét, độ lại là vừa. Ngọn nó tầm khoảng từ 2.5 ly. Con này thì ngọn có định vị này, đây có định vị này, 1, 2, 3 khuyên chạy nha, đây có định vị hết, khuyên trắng cho mình, nước sơn thì màu đỏ, đây, hàng lướt nha, đây, cái lóng này phải có định vị đây, đầy đủ cho mình hết, còn thì hàng lướt cho mình ạ, đây còn rất đẹp nha, đây, sáng, định vị đầy đủ hết, rồi dàn khuyên là dàn khuyên Fuji, khuyên trắng, con này thì bát của mình là bát gập nha, đây qua Fuji liền thân cho mình này, con này trọng lượng của cần thì cân được là 370g, mã số là mã số 11 nha, giá là 6 triệu nha. Đây 6 triệu cho mình ạ. Cho mình dòng súp. Mấy con này thì em biết rồi. Những dòng mà anh em chơi nhiều thì biết nha. Giá cực kỳ mắc. Tiếp theo mã số 12, 12 thì đây sẽ có một con cần lưu máy ngang nha anh em. Cán này nó bị dơ như cái này thì anh em về vệ sinh á, thì hàng nhiều quá em không có vệ sinh được. Mình bỏ xà bông rồi mình đánh nó sạch thôi. Con cần này là cần lưu dây trong một khúc của Shimano. Con này của dòng mà Scorpion nha anh em. Đây Scorpion có bộ cạp này. Đây có bộ cạp nha, Scorpion. Có là cần một khúc dây trong, độ dài cần là 6 feet, 1,8. Đây, Japan, nội địa Nhật, mã code, tem vàng đầy đủ. Thì thông số tải mồi là từ 7 đến 20g, tải cá từ 6, 14 lờ bao, tầm khoảng 7 kg cá. Thì dây trong thì đa số là ngọn lớn như này, ngọn con này thì ngọn lớn, 3.6 ly. Thì nó cái đầu bu, cái đầu bu xích nè. Tổng thể thì nó sẽ bị xước nha, đây nó bị xước sơn, tróc sơn thế này. Còn lại thì ok cho mình ạ. Đây, tróc sơn một xíu thôi. Ở trong không ảnh hưởng đến phôi nha, một khúc máy ngang. Đây, lô Scorpion, lô dây đây nha. Cần thì còn ok đó, nó bị dơ đây xíu thôi và bị xước sơn. Trọng lượng là 160g, mã số là 12, giá con này là giá 700.000 ạ. 700 nha. Đây con này độ cứng tầm khoảng với ML thôi, không cứng lắm nha này. Cảm giác ạ. Mã 13, 13 thì sẽ có một con cần dây trong 2 khúc carbon. Đây, dây trong 2 khúc carbon 2 khúc nha. Độ dài cần là 2,7 m, độ cứng 50. Đây phôi của mình là phôi hai da này. Đây từng con đẹp nha. Con này thì nó được hạ ngọn như này, người ta đã hạ trước cho mình là 5 phân rồi. Hiện tại con này ngọn rất là lớn. Đây nó cuốn chỉ gia cố cho mình này. Thì 27 hạ 5 phân, nó còn là 2,65 m thôi. Thì em để cho mình giá 400.000 nha. Đây. Tập thể thế này. Tay cầm căng mút, bắt vặn Fuji DPS. Gốc thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm ở đây. Những dòng này thì mình về mình luồn dưới trong hoặc anh em mình có thể là lên khoen nha. Mình công ngâm cô đơn đều được ạ. 2,7 m cứng 50, giá 400.000, mã số 13, trọng lượng là 320g, ngọn 3.6 ly. Mã số 14, 14 thì sẽ có một con cần lục, con này là cần lục dây trong. Đây cần lục dây trong này của hãng Daiwa như này. Daiwa. Con này có dòng lực cần lục dây trong dòng Super Power, độ dài 3,9 m, độ cứng 27, tầm khoảng DX. Hàng có bên là Taiwan này, xuất thị trường Nhật này, có mã code nè và tem vàng đầy đủ như này. Tổng thể thế này. Con này ngọn của cần thì ngọn lớn. Đây, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 3.6 ly. 3.6 ly. Phôi carbon xoắn vân. Đây, đánh đầu cần gần bờ. Đây, lóng rất đẹp nha. Phôi carbon xoắn vân toàn thân. Khoen đề bao của mình là cộng đồng khoen xích luôn. Nó kèm cho là 4 lóng như này. Đây, 4 lóng. Đây thì có cuốn chỉ này, chống nổ đầy đủ hết. Của đây qua cần lục đi trong. Đánh đầu cần, công ngâm của đơn đều được này. 4 lóng, ngọn 3.6 ly. Bát của mình là bát gập nha, Fuji F7, trọng lượng là 420g, mã số 14, giá 900 nha này, đây 900.000 nha. Mã số 15, 15 thì sẽ có một con cần tay lóng ngắn, con này thì thích hợp như thế này mình á, Rosic Medin này. Con cần tay lóng ngắn, con này độ dài cần là 39 nha này, cần carbon. Con này cái nắp đít của nó thì gắn vào như này, không phải là vặn nha, đây đi gắn vào như thế này. Độ dài 3,9 m, ngọn con này thì ngọn nhỏ, đo cho mình tầm khoảng 0.8 ly.
độ cứng tầm khoảng 3H. Phôi con này là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân nha. Đây, bờ xoắn vân toàn thân. Cần thì nó sẽ còn sáng và đẹp cho mình thế này. Thích hợp cho nên mình rô zip mình dân nha, bỏ cốp xe, đi ba lô mà du lịch đều được này. Rất là nhỏ gọn này. Đây tổng thể thế này. Phôi carbon xoắn vân, độ dài của cần này là 39, cứng tầm khoảng 3H. Thu gọn con này là 56 cm, trọng lượng là 120g, mã số 15, giá 400.000 như này, 400 cho mình ạ, cần carbon nha. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần tay như này, con là cần tay trợ máy nha. Đây, cần tay trợ máy của dòng Promane. Độ dài của cần này là 4m5, còn rất đẹp như này, còn mới tinh luôn, có dòng Promane này, dòng Kaiso nha. Oto Koshi này, của Nhật, đọc không rõ. Thì phụ kiện của con này thì nó sẽ có một cái đắp chụp này, gỗ theo cần. Con này thì ngọn cần thì ngọn nhỏ như này, những tay trợ máy thì em biết rồi, ngọn cần thì đo cho mình tầm khoảng 0.6 ly thôi. Ngọn cần thì là ngọn đặt ngọn tháp này. Đây, ngọn đặt ngọn tháp nha. Ngọn lồng phụng cho mình. Con này tình trạng còn mới, độ cứng thì rơi cho mình tầm khoảng từ 3-5H, cần ra thẳng nha, 4,5 m. Cần tay trợ máy. Đây có rất là mới nha. Đây, còn mới và đẹp này. Đẹp sáng nha, đóng semi chống nổ đầy đủ này. Thì độ dài cần là 4,5 m, thì khoen pass con này là khoen pass thường nha. Đây khoen pass thường. Đây còn nó mới, gốc sẽ có một cái bộ hiểm như thế này. Trọng lượng của cần thì cần được là 200g, mã số 16, giá 600 như này. Đây 600.000 ạ. 4,5 m tay trợ máy. Mã 17 thì sẽ có một con cần tay cho mình săn hàng như này. Đây, chấm đen chấm cỏ được này. Cần tay này của hãng NFT của dòng Power Love phôi hay da toàn thân, độ dài cần là 9 m như này. 9 m đi kèm với 9 lóng. Thì con này thì nó được cuốn chỉ như này. Đây, tất cả các lóng của mình đều được cuốn chỉ chống nổ và gốc thì được đóng semi chống nổ này. Con này ngọn của mình thì ngọn lớn. Ngọn cần là ngọn 1.8 ly, độ bu 360 độ chống xoắn này. Con này thích hợp cho anh em về săn hàng nha. Con này cần cứng, rơi cho mình tầm khoảng vào 6H như này. Đây cần ra tương đối thẳng nha. Con này thì trừ cái lóng ngọn này và lóng thứ hai nha. Thứ hai là carbon xoắn vân thôi. Những dòng NFT thì nó sẽ giống như những con này. Đây, con này như này. Đấy, các bạn biết rồi. Ngọn 1 và ngọn 2 là carbon xoắn vân, còn những lóng còn lại là carbon hai da. Đây, carbon hai da toàn thân này. Con này thì còn đẹp nha, tổng thể rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90%. Thì tình trạng con này thì nó sẽ có sức sinh sơn một xíu thôi. Trong lâu lâu thì các lóng thì nó có quẹt xưa nha. Đây, quẹt sơ thôi. Cho mình quẹt xíu có ảnh hưởng gì cho mình. Đây, kèm 9 lóng. Chấm đen chấm cỏ được nha. À, cho mình sang hàng này NFT. Đây có đóng semi chống nổ đầy đủ hết và cuốn chỉ nha. Ngọn 1.8 ly, 9 m, cứng tầm khoảng vào 6H. Trọng lượng là 400g, mã số 17, giá là 2.200.000 nha. Đây 2.200 cho mình ạ. Mã số 18 này, còn một con cần tay cho mình rosette nha. Con này cực kỳ cảm giác rất đẹp. Con cần tay mã số 18, con này thì độ dài cần là 2,7 m này. 2,7 m nha. Đây cần rất đẹp này. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ 0.8 ly, cứng tầm khoảng 2H thôi. 2H thì rất là mềm. Con này anh em mình bẫy rô bẫy giết hết sạch luôn. Thì phụ con này thì kèm cho 3 lóng nha. Đây, 3 lóng. Các lóng của cần thì nó sẽ còn đẹp và sáng hết này. Đây. 3 lóng nha. Cần rất đẹp. Độ dài 2,7 m, ngọn 0.8 ly, cứng 2H. Tay cầm thì nó được cuốn chỉ và dây mây. Trong con này cầm cực kỳ nhẹ nha. Trọng lượng chỉ có là 55g thôi, mã số 18, giá 500.000. Đây 500 nha. Mã số 19 thì sẽ có một con cần lưu máy ngang. Đây cần lưu máy ngang hai khúc, cần carbon như này. Độ dài của cần là 5,6, 5,6 là 1m68, gần 1m7, hàng Korea này. Thông số tải mồi từ 2 đến 18g, tải cá từ 4 đến 12 lờ bao, tầm khoảng 6 kg cá. Cứng tầm khoảng vào M nha. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, sữa đen hết, ngọn 2 ly nha. Đây phôi carbon xoắn vân. Đây cần rất đẹp, thích hợp mình lưu lóc, lưu chẹm được này. Thì tay cầm bằng cán mút, bắt đập bắt phẳng carbon. Trọng lượng chỉ có là 100g, mã số 19, giá 500.000 nha. Mã số 20 thì là một con cần lô máy ngang hai khúc cho mình luôn. Đây con này rất đẹp nha. Con này của dòng là AB nha em, AB dòng AB Special, hàng Korea này, made in Korea. Độ dài cần là 6 feet, độ cứng là ML nha, 1,8 cứng ML. Thông số tải mồi từ 1/8 đến 5/8 OZ, nó rơi cho mình tầm khoảng 18g, tải cá 14 lờ bao, máy tầm khoảng 7 kg cá. Dàn khoen là dàn khoen full silicon hết cho này. Con này dàn khoen full silicon nha, ngọn 2 ly này. Đây cần rất đẹp nha. 1,8 m. Cho mình lưu lóc lưu chẻ mới được này, hàng Korea. Cái tay cầm con này thì nó bằng cán bần, còn cái bần thì còn nguyên cái siêu chưa bóc luôn. Đây còn nguyên cái siêu nha. Thì bác gọi là bắt vặn nha, Fuji TCS. Trọng lượng 110g, mã số 20, giá 800.000. Đây 800 nha. AB 1,8 m, khoen silicon. Mã số tiếp theo là 21. 21 thì đây sẽ có một con cần lưu máy đứng hai khúc,
cần này của hãng là Suyumi. Thì con này độ dài của cần là 6 feet nha anh em. Đây 6 feet là 1m8, độ cứng là L thì thích hợp mình câu cảm giác thôi. Hàng nội địa Nhật tem vàng. Giang khoen Fuji loại xì đá xám, ngọn con này thì ngọn 1.8 ly. Trong con này thì mình câu bè, câu mực nha anh em. Lù lóc, lù chẽm, lù cảm giác này. Con này cực kỳ đẹp nha. Đây tay cầm bằng cắn bần. Bắt đập vặn này Suyumi chính hãng bằng inox luôn. 1m8 cứng L. Trọng lượng chỉ có là 80 gram thôi, rất là nhẹ nha, mã số 21, giá 550.000 nha, đây 550.000. Mã số 22 và 23 thì sẽ có 24, con cần một khúc hết. Đây, con này cầm gốc nha nè, cầm gốc cho mình đây. Con cần này thì mã số 22. Con cần cầm gốc này thì độ dạy cần là 1m2, độ cứng M thì dạng cứng. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha, anh em lưu ý nha, con này cần cầm gốc ngọn đặc thủy tinh. Cho mình có bè. Thì con này thì pack của mình là bất vặn nha. Bất vặn của dòng là Pro Truth. Còn dàn khoen cái là dàn khoen Fuji này. Đây. Anh em lưu ý nha, con này hụt 5 phân nha. Nó còn cho mình là 1m15 thôi. Đây, cắm gốc 1m15. Con này thì đã thay cái đầu bu Fuji xứ trắng. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Trọng lượng chỉ có 190 g, mã số 22, giá 300.000 nha. Đây 300. Con này cần cắm gốc nha. Hụt 5 phân, giá 300.000. Đây cho mình có bè. Nó tương đối cứng nha. Đây, tương đối cứng cho mình. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cừng một khúc luôn. Con này mã số 23. Đây, con này một khúc thì độ dài 1m2 nha. Đây, 1m2 cho mình một khúc. Con này cũng là dạng ngọn đặc thủy tinh nha. Cũng mềm thôi, không cứng lắm. Cứng rồi cho mình tầm khoảng vào M thôi. Con này dạng khoen của cừng đều là dạng khoen full xích đây này. Đây, dạng khoen full xích nha. Cái con này thì cái nước sơn của nó phủ nó bóng 2K lên á. Đây, có phủ nó bóng 2K lên này. Thì bị tróc này, lâu rồi bị tróc. Cái này thì anh em về mình mua cái bịch sơn A10 á, mình xịt vào thì nó sẽ ok. Đây tất cả khoen mình là khoen xịt, đầu bu xịt luôn. Ngọn nhỏ 1.8 ly, độ cứng ra cho mình tầm khoảng từ ML tới M. Dàn khoen full xịt hết. Thế là cho mình câu bè nha, một khúc câu bè này, câu bè câu ngâm. Tay cầm cán bút bát vặn Fuji. 1m2, trọng lượng 140 g, mã số 23, giá 600.000. Con này 600 nguyên cái dàn khoen của mình là cũng đủ rồi nha. Cái dàn khoen này bán riêng cũng tầm khoảng 600-700.000 mình bộ rồi. Đây tiếp theo thì mã số 24 thì đây sẽ có một con cần một khúc. Con này thì cần lưu nha. Đây còn một khúc máy đứng. Rồi thông số con này như sau. Cần lưu một khúc máy đứng. Cần này thì của hệ dòng của hãng là Ryobi nha. Đây của Ryobi. Độ dài con này là 6.7 nha. 6.7 thì chuẩn của đó là 2m01 nha. 2m01 cho 2m đi. Hàng Korea này, xuất thị trường Nhật có mã code và tem vàng. Thì độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng L thôi. L thì nó tương đối mềm nha. Thông số tại 10 mắt là 10 g. Tại cá mắt là 10 lời bao, tầm khoảng 5 ký cá. Thì nguyên cái dàn khoen con này là dàn khoen Fuji này, Fuji Gold hết nha, loại xịt đá xám. Đây, mềm cảm giác cho này. L, ngọn 1.8 ly. Đây, độ cứng L nha, không cứng lắm. Đây, tạm giác thôi. Đây, tổng thể thế này. Khoen của mình là khoen Fuji Gold. Fuji Gold xịt đá xám nha. Cường thì nó sẽ còn đẹp và sáng hết. Thì tay cầm con này thì nó bằng cán bần nha. Đây, cán bần cán gỗ 2m một khúc. Bắt đập bắt vặn này Fuji. Đây, chữ vàng cho mình. Trọng lượng thì cân được là 110 g, mã số 14, giá 1.200.000 nha. Thì những con này đem tính ship vẫn là 30.000 một đơn cho mình hết nha. Đây, rất là dài một khúc nha. Trong một khúc thì đánh nó sẽ tốt hơn là cần hai khúc, đều di chuyển hay bất tiện thôi. Anh em mà gần á thì một khúc rất là ngon. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần là hai con này là cần cắm gốc lỡ cho mình câu bè nha. Đây, con cần này thì độ dài của cần thì đo là 1.6 nha. Đây, cắm gốc lỡ nha, ngọn dài hơn. Con này thì 1.6. Hàng nội địa Nhật này, tem vàng. Cái ngọn con này thì là ngọn đặc thủy tinh như này. Đặc thủy tinh nha, cực kỳ chắc này. Có thể có một cái gốc này, gốc sẽ có dây bộ hiểm, cán gỗ. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji, FPS D22. Dàn khoen là Fuji Sitgon này. Đây, khoen Sitgon nha. Có đây ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn có thể đo cho mình là ngọn 3.3 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 100-250 á. Cứng bạo lực nha, con này thì tải chì tầm khoảng vào 300-500 g. Ở đây mình câu ngâm, câu nước sâu được này, nước chảy nha. Đây, cắm gốc 1.6 cho mình câu bè. Trọng lượng cần là 330 g, mã số 25, giá 750.000, 750 như này. Đây, cắm gốc nha, 750. Tiếp theo thì sẽ mã số là mã số 26 thì một con cần he chi hai khúc. Con này cho mình câu bè này, câu cảm giác nha. Độ dài là 1.5 m, độ cứng 10. Đây, cái khổ 1.5 m này thì cũng không có nhiều nha này. Trong con này còn đẹp này, Suyumi nội địa Nhật này, tem vàng. Phôi con này là phôi carbon xoắn hai da này, dàn khoen Fuji xứ xám. Thì những cái con này đều là ngọn đặc cọng tháp, ngọn zin theo cần như này. Đây, ngọn đặc cọng tháp đây.
ngọn rất là nhỏ, độ cứng 10 thì nó tầm khoảng hơn cái gram một xíu thôi, ngọn 1 ly. Con này thì mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa để cảm giác nha. Xiaomi nội địa Nhật, bắt là bắt gập này, Fuji F6 đây rất là sáng. Trọng lượng chỉ có là 100 gram, mã số 26, giá 600 ngàn. Mã số 27 thì một số cần câu ngâm lan xê. 27 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc, đây 2 khúc, độ dài con cần là 2m4, độ cứng là 30 thì nó thuộc dạng cảm giác không cứng lắm nha này. Con này khoen bát còn là khoen bát thường nha, đây khoen bát hạ tôi cần. Ngọn thì cũng là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn đo cho mình xác trên này được là ngọn 2 ly, cứng 30 thì thích hợp mình câu cảm giác thôi, 20 thì nó sẽ không cứng lắm. Đây, của dòng Pro Mane, khoe bách hãng, tay cầm cán mút. Độ cứng 30, trọng lượng của cần thì cần được là 280 gram, mã số 27, giá 600 ngàn. Đây, 600 nha. Mã số 28 thì một con cần là 2 khúc 2 ngọn này. Con cần 2 khúc 2 ngọn như này, hai con này thì hai ngọn cứng này. Con cần 2 khúc 2 ngọn này thì của dòng Olympic, độ dài cần là 2m4 nha. Đây 2m4, hai ngọn, thông số như sau. Một ngọn con này thì cứng từ 60 đến 80, thì cũng dạng cứng bạo lực rồi. Còn một ngọn còn lại là cứng 80 đến 100 nha, dạng siêu bạo lực cho mình luôn. Dạng khoen này dạng khoen Fuji này, Fuji lõi siêu phát quang, hỗ trợ mình có ban đêm tốt hơn. Bắt vặn Fuji FPS 24, trong hai ngọn không khác gì hai cần rồi. Ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp như này. Đây ngọn đặt ngọn tháp, ngọn thủy tinh. Một ngọn con này thì được là 2.5 ly, một ngọn là 3 ly, cứng lần lượt từ 60 đến 100. Đây hai ngọn khác gì hai cần, cho mình câu nhiều đèn hơn. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji, trọng lượng là một cúc một ngọn là 360 gram, mã số 28, giá 900 như này. Con này giá của mình là giá 900 ngàn ạ. Đây hai ngọn khác như hai cần nha, cho mình câu ngâm của lan xê. Rồi cuối cùng thì mã 29 thì đây sẽ có một cần 2 khúc, cũng câu ngâm lan xê. Con này của Suzumi này, đây Suzumi thì độ dài của con này thì là 2m7, độ cứng 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm nha. Dạng khoen Fuji 3 chân xí đá xám. Đây tổng thể thế này, thì cái khoen của nó lâu ngày thì nó bị rỉ như này. Đây tổng thể thế này, nói chung thì nó bị oxy hóa thôi. Đây nó lời là keo thế này, phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da, hàng nội địa Nhật thì nó sẽ bị xước sơn thế này. Đây tay cầm cán mút và pad là pad vặn này, Suzumi cho mình. Gốc sẽ có một dây buộc bảo hiểm nha, chuyên dụng đánh chép cùng ngâm lan xê. Trọng lượng con này là 360 gram, mã số 24, giá 700 ngàn, 700 nha. Rồi tổng thể thì đây sẽ có là 29 mẫu cần, mã 29 như này. Thì anh em ứng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Thì chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ tốt hơn cho mình. Thì em chụp hình từng mẫu cần để gửi qua anh em mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày đầu tuần vui vẻ, đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe nha. Thì có share video cho em để đăng ký bật thông báo. Thì những video tiếp theo em lên thì mình nhận thông báo sớm nha. Hàng bên này thì cập nhật liên tục, ở trong thì công vẫn liên tục về nha. Hàng hóa thì gom rất là nhiều, đa số là mua cửa hàng nên hàng rất là đẹp. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.